Hello, xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ giá rẻ bên em. Thì em là Phúc với số hotline 0936793793. Thì trong buổi chiều hôm nay vẫn là địa điểm quen thuộc, thì hôm nay em xin giới thiệu thêm cho quý anh chị một con Lexity CDX. Nó sản xuất 2010, phiên bản số tự động, động cơ là 1.6, xe nhập khẩu nguyên chiếc, được trang bị rất là nhiều tính năng. Thứ nhất là về hệ thống phanh ABS, túi khí an toàn, màn hình cảm ứng, rồi cam lùi, cửa sổ trời, đề nổ startup, tất cả những các phím bấm được tích hợp trên vô lăng, lốc cửa tự động, điều hòa auto. Đó quý chị nhá. Với rất là nhiều tính năng hiện đại. Và hiện nay thì con xe này bên em đang chào bán với giá là 240 triệu. Giá trên thì đã bao gồm phí rút hồ sơ cho quý anh chị. Thì quý anh chị nào mà ở khu vực xa xôi, Tây Nguyên, miền Trung, miền Tây thì thông qua cái video này quý anh chị có thể theo dõi thật kỹ. Em sẽ quay chi tiết từng góc cạnh một để giúp quý anh chị có một cái nhìn tổng quan về con xe này. Đó. Và ngoài cái mẫu xe này ra thì bên em có rất là nhiều dòng xe để quý anh chị quan tâm và lựa chọn. Quý anh chị có thể tham khảo trực tiếp trên kênh YouTube cũng như là trên Zalo của em 0936793793. Quý anh chị nhé. Một dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc chỉ với 240 triệu, một dòng sedan 5 chỗ quý anh chị nhé. Đây. Sơn xi màu bạc và hiện đang đeo biển Bình Dương 61A78201. Đấy, về hệ thống đèn chiếu sáng con xe này còn rất là đẹp. Và những quý chị nào là lần đầu tiên mà đang xem video trên kênh của em thì quý anh chị cũng đừng quên là ủng hộ em bằng cách là nhấn chuông và nhấn đăng ký để sau này quý anh chị có thể cập nhật được tất cả những mẫu xe cũng như là thông qua cái kênh của em thì quý anh chị khi quý anh chị hoặc là gia đình, người thân hoặc bạn bè quý anh chị có nhu cầu muốn mua xe, bán xe hoặc là đổi xe thì quý anh chị có thể kết nối trực tiếp với em. Đây, hiện đang rơi mưa rồi quý anh chị ạ. Đây, em sẽ chút em sẽ vào trong em quay cho quý anh chị nhé. Đây, em sẽ sơ qua bên ngoài cho quý anh chị để quý anh chị có thể cập nhật nhanh hơn. Đây, sơn xi màu bạc. Về phần phía sau của con xe này thì được trang bị 4 cục cảm biến lùi, cam lùi, hệ thống đèn chiếu sáng, đèn pha, đèn hậu và đèn xi nhan phía sau còn rất là mới quý chị nhá. 5 quả lốp của Michelin. Đó, 5 quả lốp của Michelin quý chị nhá. Rồi em sẽ vào phần bên trong này. Về phần keo chỉ này. Đó, trời đang mưa quý chị ạ. Đây, để em vào trong để em chia sẻ cho quý anh chị này. Ô đô chuẩn của con xe này thì đi được. Đây, để em sẽ đề này, đề nổ startup quý chị nhá. Đó, ô đô chuẩn thì đi được khoảng 85.000 rồi. Đó, xe thì trực trang bị này, gương chỉnh điện. Đó, các phím bấm thì được tích hợp trên vô lăng này, rồi điều hòa auto này, lốc cửa tự động này, rồi cửa sổ trời này, đề nổ startup này. Xe thì được trang bị hai túi khí phần phía trước. Đây, táp lô này. Hạn đăng kiểm thì đến tháng 7 năm 2021. Nội thất bên trong này. Đó, nội thất bên trong này thì là ghế da. Ghế da trần nỉ quý chị nhá. Đó, tất cả các chức năng thì hoạt động rất là ok. Đó, chỉ với 240 triệu thôi. Đó. Gạt mưa này. Đó, tất cả chức năng thì hoạt động rất là ok quý chị nhá. Ngày ngoài kia trời đang mưa rất là to. Đó. Máy êm. Đây. Tăng giảm quạt gió này, điều hòa này. Điều hòa auto quý chị nhá. Đó, máy lạnh này rất là mát. Đó. Chỉ với 240 triệu thôi quý anh chị ạ. Thì ngoài cái mẫu xe này ra thì bên em có rất là nhiều mẫu xe. Quý anh chị có thể tham khảo trên Zalo hoặc là trên YouTube của em. Xe bên em thì nó dao động từ khoảng 100 đến 500 triệu với rất là nhiều dòng xe đến từ các thương hiệu khác nhau. Ví dụ như là Hyundai, Kia, Toyota, Mazda. Đó. Những cái dòng xe bán tải bên em đều có đầy đủ hết quý chị nhé. Đó. Thì quý anh chị có thể xem trên kênh hoặc là Zalo của em. Thì trong quá trình xem thì quý chị có những cái câu hỏi hay thắc mắc nào mà liên quan đến mẫu xe nào thì quý anh chị có thể kết nối và liên hệ với em. Đây, em thử chạy sơ qua một vòng xe này. Chạy rất là êm. Đây, độ cách âm của con xe này rất là tốt quý chị nhá. Tăng tốc này. Đó, lốc cửa tự động quý chị nhá. Đó, quý chị xem. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng, chống trơn trượt này. Đó, rất là êm. Đó, trời thì hiện nay đang mưa rất là lớn quý chị nhá. Đó.
Đây là một dòng xe sedan 5 chỗ. Và em tin chắc rằng rất là nhiều anh chị thích cái dòng, đam mê và thích cái dòng xe này quý chị ạ. Nó chỉ với 240 triệu thôi quý chị nhá. Đó. 240 triệu cho một con xe. Xe này thì dòng đây là một dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc quý chị nhá. Đây là địa điểm mà em quay những mẫu xe mới về hàng ngày thường xuyên và liên tục để gửi đến quý anh chị đây ạ. Đó, đây trong khu dân cư quý chị nhá. Đó, thì quý anh chị nào đến bên em thì đều được chạy thử xe và test thử xe ở khu vực này đây quý anh chị này. Đó. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và ủng hộ em trong thời gian qua. Em xin hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Đó, và em sẽ mỗi ngày em sẽ lựa chọn là một con xe mới về để em giới thiệu đến quý anh chị. Thì quý anh chị nào mà quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0936793793 quý anh chị nhé. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý anh chị một ngày là thật là hạnh phúc, an lành quý chị ạ. Rồi xin chào.